Kính thưa quý vị, hôm nay 30 tháng 12, truyền thông quốc tế đồng loạt thông tin vua bóng đá Pelé đã qua đời sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Ông mắc bệnh ung thư vào tháng 9 năm ngoái. Vào ngày 29 tháng 11 vừa qua, Pelé, 82 tuổi, đã phải nhập viện tại bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo và điều trị tại đây cho đến khi qua đời. Khoảng thời gian đầu nhập viện, tình trạng sức khỏe của Pelé vẫn ổn định. Ông vẫn theo dõi World Cup và lên mạng xã hội chia sẻ những khoảnh khắc thi đấu của các hậu bối như Neymar, Kylian Mbappe, Lionel Messi và đội tuyển nước nhà Brazil. Tuy nhiên, tình trạng bệnh của vua bóng đá người Brazil ngày càng diễn biến xấu trong giai đoạn Giáng sinh. Cả gia đình của Pelé, trong đó có những người con Edinho, Kelly Nascimento, Flavia, đều ở cạnh cha mình trong giai đoạn cuối đời của ông. Trong sự nghiệp của mình, Pelé là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá vô địch World Cup 3 lần, trong đó có 2 lần liên tiếp vào năm 1958 và năm 1962 cùng tuyển Brazil.